Hello, mình xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là tốt lành nha. Sáng ngày hôm nay thì đứng gió đã lắm cả nhà ơi. Ngày hôm qua gió mà sáng ngày hôm nay không có gió luôn. Đó, trời nắng rất là đẹp. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video nha. Tại vì ngày mai á, ngày mai đây là nhà hàng xóm có đám cưới. Để quay cho cả nhà xem. Đó, cả nhà thấy không? Ngày mai thì nhà hàng xóm có đám cưới, thành ra là ngày hôm nay mà không quay video thì ngày mai đừng ngày mai đừng hòng mà quay được video. Ok thì sáng hôm nay thì mình đi giò cà phê xong thì mình vừa bắt thêm một con báo nha. Không biết đó là con báo hay là con cọp hay là con mèo vậy nha. Thì bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem. Ok. Ok. Trước khi mình khoe cái con cọp, con báo, con mèo gì đó thì mình khoe cái áo trước nha cả nhà. Ngày hôm qua tình hình thì ấp hai con chim. Có một anh ở Vũng Tàu, ảnh chia lại của mình là một con. Con ở lòng này. Đó thì sáng hôm nay mình lại đưa một con khác về cái lòng này. Thì trước khi mình quay cho cả nhà xem thì mình chia sẻ một tí xíu nha. Thì cũng theo yêu cầu của nhiều anh em. Nhiều anh em hỏi mình là những cái tiêu chí để mà chọn những cái con chim cà phê, có thể là con chim cà phê mà mình có thể mình nhìn được nó có tiềm năng để mà đi thi đấu, thì mình cũng sẽ chia sẻ. Nhưng mà mình cũng nói trước luôn là mình chia sẻ ở cái góc độ một người nghệ nhân đam mê chim, mình biết cái gì thì mình chia sẻ với cả nhà cái đó, để anh em có thể là xem video trên cái tinh thần tham khảo là chính nha. Đó, đại khái lại vậy. Thì sáng ngày hôm nay, ủa nãy giờ khoe cái áo mới chưa ta? Đúng rồi. Ngày hôm qua sau khi chia đi được một con chim thì lại lời ra được một cái áo cả nhà. Lời ra được một cái áo, sáng ngày hôm nay là bóc tem luôn. Đó, đại khái lại vậy. Thì vô vấn đề luôn nha cả nhà. Cái video ngày hôm nay ngắn gọn đây. Thì nhiều anh em hỏi mình là cái tiêu chí nào để mà chọn một cái con chim để mà nó có tiềm năng thi đấu được. Cái này là gọi là mình chọn lọc từ những con chim thuần nha, những con chim thuần, những con chim đã chơi vàng rồi, ví dụ như là chim cà phê. Thì theo như mình thấy, cái tiêu chí mà chấm thi ở cái khu vực chỗ mình nè, khu vực Gia Lai nè, thì mình thấy hiện tại bữa nay là cái tiêu chí là người ta chấm con chim đấu chứ không phải là chấm con chim hót. Thành ra là anh em mà nên tuyển chim nên chọn những con chim nó đi cầu tốt tốt một xíu, nó đi cầu thiệt là tốt, ghim mặt chim một tí xíu, thì anh em nên chọn những con chim như vậy, đi cầu tốt và ghim mặt chim nha. Nó đi cầu thiệt là tốt và nó ghim qua những cái con lồng bên cạnh thì đi thi mình có thể mình đào tạo nó đi thi được. Còn những con chim mà đánh cà lơ phất phơ thì anh em nên tránh. Tại vì bữa nay là thứ nhất là những anh em chơi chim thì ai cũng biết chăm chim, và chăm chim rất là đạt, rất là tốt, đi thi cũng sẽ rất là khó lấy được giải chứ không phải dễ như ngày xưa nữa. Cho nên là cái con chim nó đánh làm sao phải đi cầu thiệt là tốt, tức là nó đi ở cái mức trung bình khá trở lên. Chứ còn con chim mà đi cầu chậm thì dễ bị bắt chậm nhịp. Đó là cái thứ nhất nha. Còn những cái con chim mà sổ bọng hay này cái nọ thì anh em cũng gạt cái vấn đề sổ bọng ra một bên. Tại vì bữa nay người ta bắt cái tiêu chí là con chim đấu, cho nên cái vấn đề bọng vô những cái vòng sâu bên trong, ví dụ vô 10 con hoặc là vô trùm hoặc là vô tứ trụ thì người ta mới bắt bọng. Còn những cái dòng mà từ đầu cho tới vô top 10 con thì gần như người ta không có bắt bọng, là người ta ít, rất là ít bắt bọng, mà chỉ cần con chim nó đấu thật là tốt thì sẽ được vào thôi. Và thêm một cái này là mình cảm nhận thôi nha. Đa số những anh em mới tập chơi chim thì rất là thích những con chim đấu bung xè chế trẻ. Thì theo như mình thấy thôi nha, mình chia sẻ cái góc độ mà mình thấy thôi nha. Còn mỗi người thì sẽ thấy mỗi góc độ nó khác nhau. Mình thấy những con chim mà mới bung áo lòng ra mà chế trẻ xè thì thông thường những con đó đi không được lâu. Tại vì những cái vòng đầu tiên mà đánh dữ quá thì nó sẽ, thứ nhất là mình sẽ bị mất lực. Đó, mình sẽ bị mất lực. Và cái thứ hai, nhiều khi đánh mạnh quá thì có những con chim nó khôn,
nó khôn quá, nó sẽ quay ra hướng khác, nó đánh, nó không đánh với mình. Thì thành ra là mình đánh ào 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 xong là không có ai chơi với mình. Cái mình đứng một mình thì rất là dễ rớt, rất là dễ rớt. Còn những con chim chỉ cần mà đánh cứ cầu đều, cầu thiệt là đều, ghim 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 bạc chim đó, có thể là thưa vọng một xíu cũng được, nó sẽ vào tới vào top hoặc là vào 10 con khuyến khích đó. Rồi từ trong đó thì người ta mới tính cái chuyện bọng hay là xề chế này kia nọ. Cho nên là đa số những con chim mà bung áo lông ra chế hàm mầm thì rất là hiếm những con nó có thể đi được sâu. Tại vì cả nhà cứ hiểu vậy nè, một con chim nó đánh cầu tốt á, nó có thể đánh từ vòng 1 cho tới vòng 15, 16 nó vô giải chẳng hạn. Nhưng mà một cái con chim mà nó chế, nó trẻ, nó xề á, thì nó không thể nào đánh chế trẻ xề từ vòng 1 cho tới vòng 15, 16. Nó rất là hiếm chứ không phải là không có, vẫn có nha cả nhà, nhưng mà rất là hiếm. Đó, rất là hiếm. Cái này là chỉ là những cái giải thi gọi là nhỏ nhỏ xóm làng thôi. Còn những cái giải lớn thì người ta đánh tới 20 vòng, 20 mấy, 30 vòng. Thì cái con chim nó đòi hỏi nó phải giữ lực thật là tốt. Chứ còn mà đánh ầm ầm thì làm sao mà đánh tới 20 mấy 30 vòng được, đúng không cả nhà? Cho nên cái tiêu chí thì mình chọn theo cái tiêu chí mình cảm nhận. Cho nên là mình ưu tiên cho những con có nết đấu cầu trung bình khá, trung bình khá, đánh ghim mặt chim trở lên thì mình sẽ bắt. Còn bọng hay bọng dở thì bữa nay người ta không quan tâm mấy. Và đặc biệt là những con mà lắc xề xề đủ các kiểu á, thì nó xề là nó phải xề như thế nào, tức là mới bung ống lòng ra mà nó xề liền á, thì đa số những con đó chỉ là uống cà phê, rất là hiếm có con có thể thi được. Còn ví dụ như nó càng đánh á, nó càng căng lên, ví dụ sâu tầm khoảng 1 tiếng 2 tiếng con chim nó căng lên nó xề, còn lúc đầu nó không xề, thì những con chim đó nó mới hay cả nhà. Theo như mình nghĩ là vậy nha. Thì anh em có thể là xem video xong có thể là đóng góp ý kiến thêm giúp mình. Đó, đại khái là vậy. Mình chia sẻ theo cái góc độ mình cảm nhận thôi. Mình cứ thấy con nào cầu tốt là bắt thôi. Sáng ngày hôm nay thì mình thấy cái con này, con chim này cũng đang thay lông cả nhà, thay lông chưa xong đâu. Mặt còn búp, đuôi thì có 1-2 cọng còn so le. Mà mình thấy nó đánh nó rê cầu ngang, nó ghim mặt chim đánh rất là tốt. Cho nên là mình cũng đưa về đội. Con này thì mình sẽ nhường lại cho anh em nào quan tâm, anh em nào cần nha, con này. Còn cái con hôm qua trong cái lồng này thì mình bán rồi. Bán lấy tiền đầu tư được cái áo rồi cả nhà, để quay video cho nó đẹp. Còn cái con này, đây luôn. Ngày hôm qua nếu mà anh em nào xem cái video ngày hôm qua thì cũng biết là mình có một cái con chim bổi, mình bán đi sau 1 tháng thì một bạn nó gửi lại cho mình. Và mình chăm 6-7 tháng thì nó thay lông vừa xong, sắp ra vàng thì nó cũng chưa đấu. Nó chẳng qua nó lâu lâu nó kình cái xong rồi nó sợ người nó bay. Thì mình có chia sẻ với cả nhà là mình đặt tên cái con chiến binh đó là con chiến binh Bảo Bảo, để mà mình gọt đi thi đấu. Và mình sẽ không bán những con chim mà mình đã đặt tên. Thì cũng hôm qua mình có đọc một bình luận thì có một bạn nói là con quốc cà tân anh còn bán mà huống chi con này. Tức là nhiều bạn dạng như là mất lòng tin đó, mất lòng tin ở mình. Tại vì thấy mình cái con chim quốc cà tân nhiều bạn rất là quý mến, mà mình bán thì nhiều bạn không thích. Cho nên có những cái câu nói nó dạng vậy. Nhưng mà cái này mình chia sẻ như vậy nè. Mỗi cây á, thì mỗi hoa, mà mỗi nhà thì mỗi cảnh. Cái cuộc sống của mỗi người á, nhiều khi những cái bạn nó nhìn ở cái góc độ của bạn, bạn không biết đó. Còn ví dụ như mình làm YouTube đi, cả nhà thấy á, hiện tại bây giờ là 25k view thì không có bao nhiêu tiền hết á. Đó, có nhiều anh em những cái kênh YouTube á, 100-200 ngàn người đăng ký, mà người ta còn không muốn làm, người ta còn lời, người ta còn không muốn làm, tại vì cái nguồn thu nhập nó khá là thấp. Đó, cho nên mình á, ví dụ như mình kẹt tiền đi, không lẽ mình quay video mình cứ than thở với cả nhà là mình kẹt tiền, rồi mình lương thấp, mình than á, thì cả nhà cũng nói. Mà ví dụ như mình đang kẹt nhưng mà mình quay video lúc nào mình cũng vui vẻ đi, đầu tư cái này, đầu tư cái kia, thì mình cũng lấy cái này mình đắp cái kia, lấy kia mình đắp cái nọ, để mà quay video cho nó có cái để cho cả nhà xem. Chứ không lẽ sáng nào cũng xách một cái lồng chim ra ngồi nói, rồi một con chim ngồi nói hoài, đúng không? Cho nên là mình lấy cái này mình đắp cái kia, mình lấy kia mình đắp nọ. Nhiều khi mình khó khăn mình cũng chả dám nói là mình khó khăn.
mình quay video thì lúc nào mình cũng cười và vui, và mình nói là hôm nay đầu tư chiến binh này, hơn ngày mai đầu tư cái lòng này, ngày mốt đầu tư cái nọ, thì quay video như vậy nó có vui, nó có nhiều cái anh em thích xem, chứ mình không thể nào mà mình than vãn hay này kia nọ được. Cho nên nhiều khi á, cái con chiến binh quốc cờ tân của mình á, mình chia đi, nhưng mà mình chia đi cho một người bạn của mình, mình dạng như là giống như là mình giống như anh em rất là thân, cho nên là tin tưởng ở cái góc độ là có thể là kinh tế mình đủ ổn định thì mình lấy về lại, chứ không phải là mình bán đi là nó mất luôn đó. Mà nhiều bạn thì có thể là không thích cái điều đó, cho nên nhiều khi đọc những cái bình luận của nhiều bạn đó thì mình không có giận, nhưng mà mình gọi là mình hơi buồn đó, chứ mình không có giận nha. Còn đây là cái chiến binh Gia Lai. Ngày hôm qua thì mình có ấp một con Gia Lai và một con Đông Lòng này. Thì cái con Đông Lòng này, cái anh kia ảnh đã chi đi rồi, ảnh đã chi của mình rồi, cho nên là còn cái con Gia Lai á, tức là mình sẽ giữ lại, và con này mình sẽ đặt tên cho nó là Bối Bối đó, con Bảo Bảo và con Bối Bối đó cả nhà. Nhớ nha, ngày hôm qua mình đặt tên một con Bổi là Bảo Bảo, và ngày hôm nay á, là mình đặt tên một cái con Gia Lai mà mình ấp chi đi, nhưng mà không anh em nào bắt đó, nó dạng vậy. Tức là mình sẽ nuôi những con chim mà anh em chê, anh em thấy nó không ưng ý, mình sẽ nuôi cho nó chơi, cho cả nhà xem. Đó vậy nha. Cho nên là nhiều anh em thì gọi là quay video, ví dụ quay đeo con nào nó quýnh am thì anh em rất là thích. Nhưng mà nó lơ thì anh em nó không thích. Nhưng mà tại vì cái lúc mà mình chọn con chim là mình đã xác định đó, được thì bán, mà không được thì mình nuôi. Chứ không phải là chọn chim là bán như hết. Cho nên là cái con này không ai thích thì mình sẽ nuôi nó đánh cho cả nhà xem. Đó, cái vấn đề như vậy nha. Này là chiến binh Bối Bối. Hai con chim không con nào chơi hết á, nhưng mà mình sẽ nuôi cho nó chơi cho cả nhà xem. Và mình sẽ đeo số cho cả nhà xem luôn. Dạng vậy nha. Thôi cái video ngày hôm nay nói nó hơi bị nó hơi bị căng, hơi cọc rồi cả nhà. Nói chung đọc bình luận anh em nhiều khi cũng hơi buồn xíu. Bây giờ thì cái con này là con không bán nha, con này không bán. Ngày hôm qua nó cũng không chơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ kè nó với lại một con mèo. Con mèo mình mới bắt sáng nay, thì sáng hôm nay đầu cái video thì mình cũng có quay cho cả nhà xem rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ bung áo ra cho cả nhà xem. Anh em nào thích thì hú mình. Ok vậy nha. Con này là tình trạng là đang thay lông sắp xong. Đuôi có 1-2 cọng còn thiếu. So le nó dạng như là nó mọc ra mà nó chưa bằng những cái cọng còn lại. Đó, và mặt thì nó có vài cái búp. Ok vậy nha. Thôi cái video ngày hôm nay nói vậy thôi nha cả nhà. Ngày hôm nay tâm trạng nó không được vui cho lắm. Nói chung đọc bình luận của anh em thì thực chất là mình chả giận đâu. Tại vì nhiều anh em đâu có hiểu gì đâu, mà nhiều anh em dạng như là họ nói theo cái suy nghĩ, theo cái cảm nhận riêng của họ thôi. Còn cái hoàn cảnh thì mỗi người mỗi khác, đâu ai giống ai đâu. Ok, chiến binh Bối Bối. Con này thì sáng nay chơi cà phê sau 1 tiếng đồng hồ thì mình chốt kèo. Ok. Rồi, để mình quay cho cả nhà xem nha. Ôi trời ơi, cái con Bối Bối ngày hôm qua nó không chơi. Ngày hôm nay nó có thái độ nè. Cái con trong lòng tre này á, nó thích đánh cầu ngang cả nhà. Để mình xoay cái cầu ngang lại thử như thế nào nha. Chim cũng gọi là đang thay lông, thành ra chim đang thay lông thì phải cần một cái khoảng thời gian tầm phải 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa thì nó mới ổn định được cả nhà. Cái nốt đấu thì mình có quay cho cả nhà xem sáng nay rồi đó. Xong rồi mình sang lòng. Ok.
Mình thì nói chung mình lại thích bắt những con chim nó tình trạng nó vừa song lông cả nhà. Vừa song lông hoặc là sắp song lông thì mình chăm nó sướng hơn. Tại vì nó bắt đầu vào chế độ, thứ nhất là mình sẽ khai thác nó được dài hơn, cái quãng đường mà để mà mình chơi trong năm đó, nó dài hơn. Và cái thứ hai á, là mình chơi nó sướng hơn. Còn những con chim mà dạng như nó đã thay lông xong khoảng 3-4 tháng rồi, cái thời kỳ đỉnh điểm lửa của nó mà người ta chơi không được đi, ví dụ người ta bán cho mình đi, thì mình về mình nuôi nó cũng sẽ rất là khó. Hoặc là người ta đang chơi, nó đang cái đỉnh điểm lửa của nó mà mình mua thì giá cái thứ nhất nó sẽ rất là cao, và cái thứ hai về nhà nhiều khi nó trở ngại, nó trục trặc á, thì mình lại phải chăm qua 5 năm tới đó, nó dạng vậy. Còn cái con chim nó mới vừa thay lông xong thì mình khai thác được khá là nhiều. Nói chung là theo như mình thôi, mình thấy vậy thì mình thích mua những con chim mà mới xong lông vậy thôi. Để mình lại gần xíu nha. Sáng nay chơi trên vàng má ơi luôn mà sao về nhà nó cũng xìu xìu ta. Con này thì đánh cầu ngang rê cầu, sáng đánh cầu ngang rê cầu rất là tốt. Hay là nhiều khi do cái con con bối bối hay sao á. Cái con bối bối nó còn yếu, nó xìu xìu, cái con bên cạnh nó không đấu, hay hay là do cái bụi cây ta. Khoan, đây đặt cái camera lại cái. Ok. Đó, thôi nói chung mình cứ quay đại khái như vậy thôi. Sáng nay thì mình cũng có quay nó trên vàng rồi. Sau khi mình bắt mình sang qua lồng mới thì nó cà lơ và mình cũng vừa đổi cám tức thì luôn cả nha. Đó, thì mình quay vậy đó. Còn anh em chi thì chi mà không chi thì không cũng không sao, không quan trọng cả nha. Ok. Đây là chiến binh bối bối nha. Chim nó không chơi, cứ con nào mà nó không chơi thì mình để mình chơi. Ok vậy đi. Thôi cái video ngày hôm nay mình cũng chia sẻ cái cách mà chọn những cái con chim, tuyển chim thì mình cũng biết cái gì thì mình cũng chia sẻ với cả nhà đó. Chúc anh em một ngày mới chim cò căng lửa nha. Thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Ok. Bye bye cả nhà.